Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm công nghệ mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình đây đó là chiếc M&I GP66 Lenovat. Chiếc máy được trang bị RTX 3060 với nền tảng hoàn toàn mới. Ở đây chúng ta sẽ có công nghệ nhanh hơn lên đến 25% với kiến trúc Ampere. Chúng ta sẽ có nói Ray Tracing và Tensor mới hỗ trợ trí tuệ nhân tạo để khi các bạn chơi game. Nghe có vẻ hơi trừu tượng đúng không? Chiếc máy này hiện nay có giá bán tại thị trường Việt Nam lên đến hơn 40 triệu đồng. Trang bị cấu hình đó là i7 và trang bị RTX 3060. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu siêu phẩm của MSI. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy GP66 của mình thì có trọng lượng tổng thể đó là 2,38 kg, gần 2,4 cân. Và thiết kế các bạn sẽ nhìn thấy nó là đặc trưng của MSI. Chúng ta sẽ có một logo con rồng ở đây và toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối. Và nếu mà nhìn hốc đằng sau thì tớ nhìn sẽ la lá giống những thiết kế của chiếc đó là HP Omen các bạn ạ. Đây này, đó, với hốc thiết kế của những chiếc siêu xe đến từ nước Ý chẳng hạn, Lamborghini. Và các bạn thì thấy nhìn thấy cái cổng được kết nối đằng sau. Đây là USB Type-C, cổng LAN và cổng HDMI, cổng USB. Những cổng này các bạn đều được kết nối đằng sau như này. Nó thiết kế rất thông minh và thổi hướng nóng đằng sau. Mình rất thích những chiếc máy có thiết kế như này. Và phần bật lê đấy các bạn thấy nó sẽ hơi nhô một chút lên như này. Đây, đó. Đây, và các bạn thấy là mở cực kỳ êm ái luôn. Logo con rồng đặc trưng của MSI. Cánh phải của máy đấy các bạn thấy là vẫn bố trí một hốc tản nhiệt ở đây và thêm hai cổng USB. Đó, hợp kim nhôm hết. Và phần này thì nó làm kiểu như là để tản cho loa này. Đó. Đằng trước đây các bạn sẽ thấy là hơi nhô một chút về đằng màn hình. Để chúng ta làm gì mở máy nó đơn giản hơn. Đây. Hơi trách một chút về đằng màn hình. Đây. Và đằng trước đây các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì. À, chiếc máy này có đến 4 hốc tản nhiệt các bạn ạ. Thêm một cổng USB ở đây. Và cổng phone cũng mic được mạ vàng với giao tiếp 3.5. Ở đây nó là hốc loa này các bạn này. Ở bên dưới máy đây. Những cái hốc này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng ra 4 hốc đằng sau. Chứng tỏ là chiếc máy này tản nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nhìn các bạn nhìn thấy thiết kế bên trong của nó cực kỳ hầm hố luôn. Và những phần này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Bây giờ thì tớ sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy để khám phá nội tạng, chất lượng bo men và thiết kế của nó khả năng nâng cấp ra sao. Mời quý vị và các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, những chiếc MSI này luôn làm tớ choáng ngợp với hệ thống tản nhiệt. Ở đây các bạn thấy là bên tay trái nó tản nhiệt đó là RTX 3060 dung lượng 6GB. Và phần bên tay phải có 3 ốc bắt đây, đó là CPU. Máy có 2 slot cắm RAM để các bạn có thể mở rộng tối đa, đó là 32GB RAM chuẩn RAM DDR4. Và bên cạnh đây, các bạn thấy ở phần bên tay phải của mình đó là Wi-Fi, con chipset màu xanh này. Chiếc máy chạy song song 2 ổ cứng SD các bạn ơi. Nó sẽ có tính năng chạy RAID tự động sao lưu dữ liệu sẽ cực kỳ an toàn cho mọi người. Và chúng ta sẽ thấy một quả pin. Vâng, thưa các bạn, CPU được trang bị trên máy đó là 10870H các bạn ạ, 2.2 và có khả năng 2W lên 5.0, 16MB KC. Vâng, thưa các bạn, với thiết kế mặt trước là chúng ta sẽ thấy là một cái barrier vì màn hình khá là mỏng. Các bạn thấy đây, bên trên được trang bị camera mic sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh. Và màn hình này đó là màn hình 15.6 inch Full HD IPS. Có thông số ở đây chúng ta sẽ có là đó là 72% LTSC. Và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB, tần số quét 144Hz. Đây là một trong số những màn hình có chất lượng tốt nhất tại thị trường. Phím của nó nè. Các bạn thấy đây là phím nét từng phím luôn. Với phiên bản màn hình 15.6 inch nhưng MSI chỉ được trang bị bàn phím như này, không phải là bàn phím full size. Và những cái công nghệ nổi bật thì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bạn thấy này, âm thanh chất lượng cao này. RTX này, 3060, phím này, Tel-3, Cobalt 5. Và đây những cái thông số của máy đây. Chuột trái chuột phải của máy thì các bạn thấy nó bấm mình cảm thấy nó hơi nặng một chút. Và cái con chuột này cảm thấy hơi nhỏ.
Ở đây các bạn thấy là đồ hoàn thiện của nó bằng hợp kim nhôm và bên trên có lát cắt diamond, lát cắt kim cương. Đây. Các chế độ phím chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh theo cái phần mềm của máy. Các bạn thấy là Dragon Sensor và phím bật nguồn được tích hợp sẵn ở trên bàn phím như này. Chất lượng bàn phím của Tel Series thì chưa bao giờ làm mình phải buồn cả. Bấm khá ok. Chiếc máy này thiết kế nếu mà nhìn mặt trước của nó thì không quá hầm hố mọi người ạ. Đấy, bây giờ tớ sẽ xem thông số bên trong của nó nhé. Đấy, chất lượng ổ cứng thì mình đánh giá ở mức khá thôi. Tốc độ đọc khoảng 2G/1 và tốc độ ghi khoảng gần 1G/7. Đây các bạn thấy này, Bluetooth. Con này Bluetooth được tích hợp mới nhất là 5.1 mọi người ạ. 5.1 là Bluetooth nhanh nhất và mạnh nhất, có thể truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây. Camera của nó thì HD, độ phân giải của nó 720p và có thể quay phim với mức FPS nó là 30fps/giây mọi người nhé. Ổ cứng được trang bị trong máy này, 970 EVO này. Các bạn thấy là dung lượng lên đến 1TB. Đây, EVO Plus. Ổ cứng của Samsung thì mọi người biết là chất lượng khá ổn. Và bên trên đây các bạn thấy nó có kinh tơn nữa là mình chưa hiểu lắm. Đây, GeForce này các bạn này. UHD Graphics là card đồ họa on. Đây là card đồ họa rời này. NVIDIA GeForce RTX 3060. Đây, Wi-Fi 6 này. Wi-Fi mới nhất và nhanh nhất hiện nay này. Đây, còn Cebu các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều lõi, nhiều luồng luôn. 10870H đây, 2.2. Rất khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ xem chất lượng màn hình thực tế của chiếc máy nhé. Mình sẽ chấm qua phần mềm. Ở đây chúng ta sẽ có là 99% sRGB. Thông số của hãng thì các bạn sẽ thấy đó là 100% sRGB. Nhưng đây nó có 99% thôi. Adobe RGB của nó là 65% và chiếc máy được cái màn hình của máy được sản xuất năm 2018 này. Nó ghi rõ luôn này. Vâng, thưa các bạn, thì với Lalomic 3, Lalomic Audio chất lượng cao thì chúng ta sẽ có chất lượng âm thanh của chiếc máy chắc chắn sẽ rất là tốt. Độ sáng của màn hình đạt 380 nit các bạn ạ. Các bạn thấy là thông số của nó nhìn màn hình rất là đẹp. Đây. Và tỷ lệ bao phủ màu cao. Chính vì thế nên là màu sắc màn hình nó sẽ tái tạo cực kỳ tốt. Bây giờ hầu hết những chiếc máy chơi game cao cấp thì đều có tỷ lệ bao phủ màu rất cao và độ sáng tối thiểu nhất phải là 300. Còn đây là độ sáng 380 thì hoàn toàn tốt để đáp ứng các tiêu chí các bạn làm design. Âm thanh như này nghe cũng là đỉnh rồi. Với góc nhìn của màn hình đạt 178 độ và trên màn hình có trắng chống lóa để các bạn có thể nhìn lâu mà không bị mỏi mắt. Và chất lượng âm thanh tốt mọi người nhé. Lalomic Audio. Đấy, các bạn thấy là chất lượng âm thanh nghe không đến nỗi tệ đúng không? Đấy. Không quá to, không quá nhỏ, nhưng với mình đây là chất lượng âm thanh mình nghe thấy là được. Các bạn thấy là chất lượng âm thanh của máy tương đối tốt với Lalomic Audio. Kể cả tín hiệu âm thanh khi các bạn cắm qua cổng chuyển của nó cũng cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là màn hình với chất lượng như này quá tốt. Vâng, thưa các bạn, chúng ta sẽ có một CPU cực kỳ khỏe, 8 lõi 16 luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy này, 10870H này. Đó. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ có điểm số đó là 1228 CB, một điểm số rất tốt. Với dòng CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng sẽ hỗ trợ các bạn render và mọi thứ công việc về tính toán hoặc là chúng ta chơi game và làm đồ họa nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ test quả NVIDIA GeForce RTX 3060. Vâng, thưa các bạn, với bộ nhớ lên đến 6GB/6 thì hỗ trợ các bạn trong việc đồ họa mô phỏng chơi game thì chắc chắn rất là tốt. Với RTX 2060, với ray tracing và lõi mới thì mình đã thấy nó rất là tốt rồi. Vậy thì với phiên bản mới thì chúng ta sẽ có điểm số nó tốt hơn, nhanh hơn 25%. Sẽ hỗ trợ các thuật toán video 8K tốt hơn, xử lý kỹ xảo tốt hơn. Đây, các bạn thấy là chạy cực kỳ mượt luôn. Bây giờ công nghệ ngày một tiên tiến. Chiếc Vega này mới được ra mắt trên các dòng sản phẩm laptop mới khoảng hơn tháng nay thôi. Đây là những dòng sản phẩm đầu tiên trên thế giới được trang bị dòng Vega này trên laptop. Đây, các bạn thấy điểm số của nó này. Ôi chào ôi. 161.42fps mọi người ạ. Cực kỳ kinh khủng luôn. Vâng, thưa các bạn, với thế hệ Vega hoàn toàn mới và CPU khỏe, các bạn thấy là FPS chúng ta có thể kéo được 124fps. Đặc biệt nhiệt độ trong máy với mức khỏe như này, chúng ta sẽ có ở mức trên 50 độ C thôi. GPU ở mức khoảng 72 độ C và CPU chỉ mức 55 độ C. Đây còn chưa bật chế độ Combat 5 lên. Chúng ta hoàn toàn ở chế độ gọi là tự động cho cái quạt thôi. Mà nó mát như này. Thực ra thì bốn cái ống xả hơi nóng trực tiếp ra đây. Nếu mà các bạn để mặt tì tay đây thì nó sẽ hơi khó chịu một chút về mùa hè. Còn nếu các bạn không để đây thì không sao cả. Có lẽ là một chiếc máy có cấu hình quá khủng như này thì bắt buộc phải hệ thống tản nhiệt, nó phải có đến bốn cái ống xả khi nóng ra bên ngoài thì chiếc máy chúng ta mới tản nhiệt được tốt như này.
Còn nếu mà các bạn để tỉ tay đây thì không ảnh hưởng gì. Đây, các bạn thấy là nó chạy không quá ồn và cực kỳ êm, rất mát. Bây giờ những chiếc máy với công nghệ hoàn toàn mới thì nó ok, không quá nóng, chứ ngày xưa mình test những chiếc máy nhiệt độ lên đến cả 100 độ C khi mình test thì quả thực sự là kinh khủng. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, lần đầu tiên mình test chiếc máy có trang bị RTX đó là 3060. Thông số của nhà sản xuất thì nó nhanh hơn lên đến 25% so với phiên bản cũ mọi người ạ. Các bạn thấy là tốc độ render của nó cực kỳ nhanh. Đó, rất nhanh, rất nhanh. Được trang bị kiến trúc hoàn toàn mới. Chúng ta mất 22 giây. Thực tế thì tớ đã test trên các phiên bản nhà RTX 2060 trang bị CPU đời 10. Thậm chí là nó chỉ có 17-18 giây thôi. Có lẽ là phần mềm Adobe Premiere này chưa được tích hợp cái tính năng mới như này. Đây, chúng ta sẽ có NVIDIA được trang bị kiến trúc Ampere. Đó. Và lõi của nó sẽ có lõi Ray Tracing và lõi Tensor. Hoàn toàn mới, sẽ hỗ trợ các bạn các thuật toán về xử lý kỹ xảo tốt hơn so với phiên bản cũ. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test từ game đó là Battlefield 5 các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là tầng square của nó 144Hz với độ sáng 380 nits, thì đây là một chiếc màn hình rất tốt với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%. Chất lượng âm thanh ổn, với tầng square 144Hz thì cái khung hình chuyển động của nó cực kỳ chính xác và cực kỳ nhanh. Các bạn thấy là CPU của chiếc máy, CPU của máy ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ C, không được mát cho lắm. Bởi vì CPU có đến 8 lõi 16 luồng và đây là tựa game rất nặng. Các bạn thấy là những hiệu ứng ray tracing đây. Những hiệu ứng ánh sáng chơi game nó cực kỳ chính xác và cực kỳ đẹp. Nhiệt độ của GPU ở ngưỡng khoảng dưới 70 độ C. Và chơi game rất sướng và chất lượng âm thanh ok tuyệt vời. Tóm lại một chiếc máy mà 40 triệu với cấu hình khủng như này mà không chơi được game nặng thì coi như vứt đi đúng không mọi người. Mình nghĩ là hệ thống tản nhiệt của chiếc máy với 7 ống đồng bên trong thì quá ổn rồi. Hệ thống là mát ổn. Và với Vega hoàn toàn mới thì hỗ trợ FPS lên đến tận trên 100 trên tựa game này. Nói chung mọi tựa game trên thị trường có thể cài với chiếc máy này chơi vô cùng sướng. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc MSI đó là GP66 Leopard. Các bạn thấy là máy được trang bị dòng CPU đời 10 chip H và trang bị đầu tiên mình được review đó là RTX 3060. Nhanh hơn 25% so với thế hệ RTX 2060 thế hệ cũ. Với chất lượng màn hình tốt, chất lượng tản nhiệt tốt, chất lượng bàn phím ok, với kết nối không dây các bạn thì thấy là Wi-Fi 6 và kèm theo Bluetooth 5.1. Nói chung đều là hoàn hảo và nhanh nhất. Tóm lại là chiếc máy này kế thừa tất cả những cái điểm mạnh nhất từ các dòng phiên bản cũ của MSI để chơi game. Các bạn thấy là việc dựng phim và chơi game thì chiếc máy đã làm quá tốt với tầm tiền như này. Hiện nay một chiếc máy này đang có giá bán tại thị trường Việt Nam lên đến hơn 40 triệu. Và chiếc máy này mình nói luôn đó là chiếc máy trải nghiệm sau khi mình làm video này, với chính sách vẫn bảo hành đủ cho các bạn 25. Tớ sẽ bán cho các bạn mức giá là 37 triệu cho chiếc máy này. Mọi người có thể tham khảo trên web của 24laptop.vn mọi người nhé. Với quả pin bên trong máy đó là 65Wh, có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 4 tiếng cho chế độ sáng 60% màn hình. Còn nếu các bạn dùng căng và chơi game căng thì chiếc máy chúng ta sẽ trụ được khoảng 2 giờ 30 phút. Nói chung thời lượng pin như này cũng chỉ là vừa đủ dùng cho mọi người, mặc dù là không quá nhiều. Và bây giờ những dòng phiên bản này sẽ bỏ tất cả các chuẩn ổ cứng 2.5. Và các bạn sẽ thấy nó chỉ có SSD NVMe bên trong máy và hai chuẩn, hai chiếc ổ cứng chạy song song. Có thể chạy chế độ RAID tự động sao lưu dữ liệu sẽ an toàn hơn với mọi người. Và chiếc máy này nhắc lại với các bạn, nó nâng cấp được 64GB RAM, hơn 32GB RAM so với phiên bản cũ. 64GB RAM với bớt RAM trong máy đang chạy là 3200. Mình nghĩ chiếc máy này để chơi game và làm đồ họa thì chẳng có gì để chê. Trọng lượng của máy không quá nặng và không quá nhẹ với gần sấp xỉ đó là 2.4kg. Tóm lại thiết kế của dòng máy này thì đặc trưng của MSI. Các bạn thấy là không pha lẫn bất kỳ một thiết kế ngôn ngữ chiếc máy nào. Nhưng mà nhìn đằng sau thì chỉ có phần hơi tản nhiệt là mình hơi thấy giống một chút so với dòng phiên bản HD Omen thôi. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc MSI GP66 Leopard của mình xin được khép lại các bạn ạ. Hy vọng các bạn ủng hộ kênh của Lương nhiều hơn bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm, những bom tấn công nghệ về laptop trên trang công nghệ TRD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.